mến chào tất cả các em. Hôm nay thầy tiếp tục ôn tập cho các em chủ đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit. Ở tiết trước, thầy đã ôn tập cho các em hai dạng toán, các phép toán về lũy thừa và logarit, tập xác định của các hàm số trên. Hôm nay, thầy tiếp tục ôn tập cho các em những nội dung như sau. Dạng toán thứ nhất, tính đồng biến nghịch biến của hàm số mũ và hàm số logarit. Dạng toán thứ hai, đạo hàm của hàm số mũ và hàm số logarit. Dạng toán thứ ba, đồ thị của hàm số. Dạng toán thứ tư là các bài toán về thực tế. Trước hết, thầy ôn tập lại đạo hàm của hàm số mũ và hàm số logarit. Hàm số mũ cho A dương và khác 1, ta có đạo hàm của A mũ x bằng A mũ x nhân logarit e bè của A. Đạo hàm của A mũ U bằng đạo hàm của U nhân A mũ U nhân logarit nề bè của A. Đạo hàm của E mũ X bằng E mũ X. Đạo hàm của E mũ U bằng đạo hàm của U nhân E mũ U. Đối với hàm số logarit, cho A dương và khác 1, ta có đạo hàm của logarit cơ số A của X bằng 1 chia X nhân logarit nề bè của A với x dương. Đạo hàm của logarit cơ số A của U bằng U đạo hàm chia cho U nhân cho logarit nề bè của A với U là biểu thức dương. Đạo hàm của logarit nề bè của X bằng 1 chia X với x dương. Đạo hàm của logarit nề bè của U bằng đạo hàm của U chia cho U với U là biểu thức dương. Đạo hàm của logarit nề bè giá trị tuyệt đối của x bằng 1 chia x với x khác 0. Đạo hàm của logarit nề bè giá trị tuyệt đối của u bằng đạo hàm của u chia cho u với u là biểu thức khác 0. Bây giờ thầy chuyển sang ôn tập cho em cái dạng toán thứ ba là tính đồng biến nghịch biến của các hàm số. Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực R? Các em nhìn 4 phương án. Ở đây, trước hết chúng ta nhận xét có hai cái hàm số mũ, có hai hàm số mũ. Như vậy thì lúc này chúng ta phải chuyển về tất cả là mũ x, mũ x. Do đó chỗ này là mũ trừ x, chúng ta sẽ chuyển thành 5/2 mũ x. Và bây giờ người ta hỏi hàm số nghịch biến thì chúng ta chỉ cần xét cơ số A bé hơn 1 và lớn hơn 0. Như vậy ta sẽ loại ngay trường hợp 5/2 lớn hơn 1. Phương án A là loại ngay cái đáp án này bởi vì đây là cơ số 10 lớn hơn 1. Do vậy còn lại C và B. Thì chúng ta thấy là cái tập xác định của hàm số này là tập R trừ ra phần tử 0. Do đó ta chọn phương án C là đáp án đúng. Chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ hai. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên R? Các em có 4 phương án dưới đây. Ở 4 phương án này, các hàm số đều là hàm số mũ. Do vậy, trước hết các em phải chuyển tất cả các lũy thừa, các số mũ này về là x hết. Cho nên ở đây là e mũ trừ x, ta sẽ chuyển thành 1/e mũ x. Bây giờ người ta hỏi hàm số đồng biến thì các em chỉ cần xét cái cơ số A lớn hơn 1. Ở phương án A, cơ số A bé hơn 1, loại. Phương án B, cơ số A bé hơn 1, loại. Phương án C, cơ số A 1 chia e bé hơn 1, loại. Và cuối cùng phương án D là cơ số này lớn 1, cho nên ta chọn phương án D là đáp án đúng. Các em chuyển sang câu hỏi thứ 3. Hàm số y bằng x bình phương nhân với e mũ trừ x đồng biến trên khoảng nào sau đây? Người ta cho 4 phương án. Ta xem lời giải. Thì trước hết cái hàm số này chúng ta phải đi tìm tập xác định của nó. Hàm số này là hàm số xác định trên R.
Tiếp theo chúng ta đi tính đạo hàm. Hàm số có dạng U nhân V, vậy U phẩy là x bình đạo hàm bằng 2x nhân E mũ trừ x cộng x bình giữ nguyên nhân với E mũ trừ x đạo hàm là bằng trừ x đạo hàm là trừ 1 nhân với E mũ trừ x. Kết quả bằng 2 nhân x nhân E mũ trừ x trừ 1, ta đem ra phía trước là E mũ trừ x nhân với x bình phương. Đặt E mũ trừ x làm nhân tử chung, ta có trong ngoặc là 2x trừ x bình phương. Chúng ta rút gọn lại. Bây giờ y phẩy theo điều kiện bài toán là người ta hỏi hàm số đồng biến, cho nên ta cần có y phẩy lớn hơn hoặc bằng 0. Ở đây ta nhận xét E mũ trừ x là số dương, cho nên ta chỉ cần 2x trừ x bình phương lớn hơn hoặc bằng 0. Giải bất phương trình này, ta được x lớn hơn hoặc bằng 0 và bé hơn hoặc bằng 2. Và phương án A là đáp án đúng. Mời các em sang câu hỏi thứ tư. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y bằng 2x mũ 3 trừ x bình phương cộng mx cộng 1 đồng biến trên đoạn 1, 2. Ta có 4 phương án. Lời giải của bài toán như sau. Ở đây ta quan sát hàm số này là hàm số mũ, và cái biểu thức ở trên mũ của nó là một cái hàm số đa thức, cho nên nó xác định với một x thuộc R. Việc tiếp theo các em phải đi tính đạo hàm của hàm số này. Áp dụng công thức đạo hàm mà thầy mới vừa ôn tập cho các em thì ta có đạo hàm là bằng x mũ 3 đạo hàm là 3x bình phương trừ x bình phương đạo hàm là 2x cộng mx đạo hàm là m, 1 đạo hàm bằng 0, nhân với 2 mũ x mũ 3 trừ x bình cộng mx cộng 1 nhân với logarit này bé của 2. Bây giờ ta có một nhận xét sau đây. Hàm số đồng biến trên đoạn 1, 2 khi và chỉ khi 3x bình phương trừ 2x cộng m lớn hơn không hoặc bằng 0 với mỗi x thuộc đoạn 1, 2, tức là cái biểu thức này. Vì lý do là logarit neighbor của 2 là số dương, 2 mũ x mũ 3 trừ x bình phương cộng mx cộng 1 cũng là số dương. Bước tiếp theo là các em tách được m ở vế bên trái, chuyển hàm số 3x bình phương trừ 2x sang vế phải. Các em lưu ý là cái hàm f này không được phụ thuộc vào tham số m. Chúng ta lưu ý điều đó. Bây giờ ta giải quyết bài toán này bằng phương pháp hàm số. Điều đó có nghĩa là gì? Là cái đường thẳng y bằng m nằm phía trên hoàn toàn đồ thị hàm số y bằng trừ 3x bình phương cộng 2x trong đoạn 1, 2. Tức là m phải lớn hơn hoặc bằng giá trị lớn nhất của biểu thức này trên đoạn 1, 2. Thì phần này các em đã được ôn tập ở các buổi trước, cho nên thầy cho kết quả nhanh đó là m lớn hơn hoặc bằng trừ 1. Vậy phương án B là đáp án đúng. Mà các em chuyển sang dạng toán thứ tư, đó là đạo hàm của hàm số mũ và hàm số logarit. Câu hỏi thứ nhất, cho hàm số fx bằng logarit neighbor của 2x trừ 5. Tập nghiệm của bất phương trình f phải x bé hơn 1 là 4 phương án dưới đây. Lời giải của bài toán như sau. Việc đầu tiên mà các em không thể bỏ qua đó là chúng ta phải đi tìm tập xác định của hàm này. Mà hàm này là hàm số logarit. Như buổi ôn tập trước thì thầy đã nói cái hàm số này phải có biểu thức luôn luôn dương, cho nên ta có 2x trừ 5 phải dương và tính ra được x lớn hơn 5 phần 2. Thầy gọi đây là điều kiện thứ nhất. Giả thuyết bài toán có liên quan tới đạo hàm, cho nên ta phải tính đạo hàm. Áp dụng quy tắc đạo hàm mới vừa học thì chỗ này là U phẩy là bằng 2 chia cho U là 2x trừ 5 với mỗi x lớn hơn 5 phần 2.
Bây giờ chúng ta thay vào cái giả thuyết của bài toán f x bé hơn 1 tương đương 2 chia 2x trừ 5. Thì chuyển 1 sang giấy bên trái, thì chuyển sang 1 sang bên trái thì chúng ta có là đổi dấu là trừ 1 bé hơn 0 với mỗi x lớn hơn 5 bằng 2. Tương đương quy đồng mẫu số 2x trừ 5 nhân trừ 1 cộng cho 2 thì ta được trừ 2x cộng 7. Tất cả chia cho 2x trừ 5 bé hơn 0. Vì lý do với mỗi x lớn hơn 5 phần 2 thì mẫu số là số dương, cho nên ta chỉ cần tử số là số âm. Giải bớt phương trình này, ta có x lớn hơn 7 phần 2. Thầy gọi đây là điều kiện số 2. Bây giờ chúng ta phải kết hợp hai điều kiện này lại với nhau, thì các em sẽ có đáp số là x lớn hơn 7 phần 2. Và phương án A là đáp án đúng. Thì trong bài này các em hãy lưu ý, nếu như chúng ta bỏ qua cái bước tìm tập xác định này thì lát nữa chúng ta sẽ giải cái bớt phương trình này mà không có điều kiện này thì đáp án của chúng ta sẽ chọn nhầm ngay đáp án B. Rất quan trọng ở chỗ này. Các em chuyển sang câu hỏi thứ hai, để ông tập cho câu hỏi thứ hai. Cho hàm số y bằng x bình phương nhân logarithm neighbor của x, mệnh đề nào sau đây đúng? Các em hãy nhìn bốn phương án mà đề đã cho. Lời giải. Cả bốn phương án các em hãy nhận xét đều hỏi về cực trị của hàm số, cho nên chúng ta phải tìm tập xác định trước và tính đạo hàm. Thì tập xác định của hàm số này ở đây x bình phương là đa thức rồi, hàm đa thức. Logarithm neighbor của x thì x phải dương. Vậy ta có hàm số xác định khi x dương. Bước tiếp theo các em tính đạo hàm. Ta dùng quy tắc u nhân v, x bình phương đạo hàm bằng 2x nhân logarithm neighbor của x cộng logarithm neighbor của x đạo hàm là 1 phần x nhân cho x bình phương. X bình phương đơn giản x còn x. Đặt x làm nhân tử chung thì trong này còn 2 logarithm neighbor của x cộng 1 với mỗi x dương. Ta đi tìm nghiệm của đạo hàm. Vì x dương cho nên ta có f phải x bằng 0 khi và chỉ khi 2 logarithm neighbor của x cộng 1 bằng 0. Chuyển 1 sang trừ 1 chia 2. Tính được x bằng e mũ trừ 1 phần 2. Các em nhớ cái phương trình này là phương trình cơ bản. X bằng e mũ trừ 1 phần 2 tức là bằng 1 chia căn bậc 2 của e. Bây giờ ta cũng chưa xác định được đây là điểm cực đại hoặc cực tiểu của hàm số, cho nên chúng ta sẽ sử dụng cái dấu hiệu thứ hai để nhận biết, đó là tính đạo hàm cấp 2. Thì đạo hàm cấp 2 của hàm số này chúng ta lại tính được là bằng 2 logarithm neighbor của x cộng 3. Sau đó ta thay x bằng 1 phần căn e vào đây. Đấy, em sẽ thay vào thì các em sẽ được kết quả bằng 2. 2 là số dương cho nên hàm số này đạt cực tiểu tại x bằng 1 trên căn 2. Trong trường hợp nếu như các em tính được cái số kết quả này là số âm thì ta kết luận số này hàm số đạt cực đại tại đây. Và ta chọn phương án B là đáp án đúng của bài toán. Thầy ôn tập cho các em sang câu hỏi thứ 3. Cho hàm số fx bằng logarithm neighbor của e mũ x cộng m, có bao nhiêu số thực dương m để f'a cộng f'b bằng 1 với mọi số thực ab thỏa mãn a cộng b bằng 1. Ta có 4 phương án ở dưới. Ta xem lời giải như sau. Trước hết chúng ta cũng nói tới cái tập xác định của hàm số này. Hàm số logarithm thì biểu thức của logarithm phải dương, mà e mũ x đã dương, m lại là số thực dương giả thiết cho nên biểu thức này luôn luôn dương. Do đó hàm f xác định trên R.
Giả thuyết của bài toán có liên quan tới đạo hàm, cho nên chúng ta phải đi tính đạo hàm của hàm số. Em dùng quy tắc logarit neighbor của U. U phẩy tức là bằng M mũ X. M đã bằng 0 rồi nha các anh. Chia cho U. Bây giờ ta đi thế giá trị A và B vào đạo hàm này và rút gọn lại. Đây, F phẩy A cộng F phẩy B bằng E mũ A chia cho E mũ A cộng M cộng cho E mũ B chia E mũ B cộng M. Quy đồng mẫu số thì mẫu số chung là tích của hai mẫu số này. Giờ ta lại nhân từ từ. E mũ A nhân E mũ B bằng E mũ A cộng B. Ở đây có E mũ A nhân E mũ B nữa, cho nên nó là bằng hai lần số hàng này. E mũ A nhân M cộng E mũ B nhân M, rút M làm nhân tử chung. Trong này còn lại E mũ A cộng E mũ B. Đó là xong phần tử số. Ở mẫu số, các em nhân khai triển hai cái mẫu này lại với nhau. E mũ A nhân E mũ B bằng E mũ A cộng B. E mũ A nhân M cộng M nhân E mũ B, ta đặt được M làm nhân tử chung. Còn lại ở trong là E mũ A cộng E mũ B. M nhân M bằng M mũ 2. Và bây giờ có một giả thiết nữa là A cộng B bằng 1. Cho nên chúng ta thay A cộng B bằng 1 vào. A cộng B bằng 1 vào. Ta có kết quả tiếp theo. Thì sau khi thay xong, biểu thức không còn khả năng rút gọn được, cho nên lúc này ta thay vào cái đẳng thức mà đề đã cho. Em sẽ thay vào đẳng thức đó. Mẫu số là số khác không, cho nên ta nhân hai vế cho số hạng này. Tức là nó nôm na là chuyển cái mẫu số nhân lên đây. Thì M nhân E mũ A cộng E mũ B giống số hạng này, hai vế giống nhau đơn giản mất. Vì chỗ này nhân ra là M bình cộng E, chuyển E sang thì ta được M bình bằng E. Đấy. Và do M là số dương cho nên ta tính được M bằng căn bậc 2 của E. Vậy chỉ có một giá trị của M cho nên ta chọn phương án A. Sau đây thầy sẽ ôn tập cho các em dạng toán thứ 5 là đồ thị của hàm số mũ và hàm số logarit. Câu thứ nhất, cho số thực A thuộc khoảng 0,1, đồ thị hàm số y bằng logarit cơ số A của x là đường cong nào dưới đây? Thì các em nhận xét hàm số logarit mà cơ số lớn hơn 0, bé hơn 1, cho nên hàm này là hàm nghịch biến. Vậy chúng ta sẽ nhìn vào bốn phương án này, loại ngay những hàm đồng biến. Vậy ta loại C, loại D. Còn lại phương án A và phương án B. Đây là các cái hàm số nghịch biến. Rồi, tiếp theo, chúng ta phải dựa vào một cái điều kiện xác định của hàm số. Hàm số logarit thì xác định trong khoảng 0 đến cộng vô cùng, tức là x dương. Như vậy phương án A không đúng rồi. Hàm số này xác định trên R. Vậy chỉ có phương án B là đáp án đúng. Mời các em sang câu hỏi thứ hai. Cho hàm số y bằng logarit cơ số A của x với A dương và khác 1 có đồ thị như hình dưới đây. Giá trị của A là. Chúng ta có 4 phương án. Bây giờ các em nhận xét cái giả thiết A dương và khác 1. Nhận xét cái đồ thị này. Đây là hàm số đồng biến, tức là chúng ta phải có là A lớn hơn 1. Vậy A lớn 1 chúng ta để đó nghi ngờ. A bé hơn 1 loại. A bé hơn 1 số hàng này chúng ta loại. Vậy còn lại phương án A và phương án C. Bây giờ ta sẽ nhận xét tiếp là điểm A có tọa độ 22 thuộc đồ thị, do đó ta thay x bằng 2 vào đây và y bằng 2 vào đây, thì chúng ta sẽ tính được từ phương trình này ta được A mũ 2 bằng 2, mà A mũ 2 bằng 2 thì A bằng căn 2, cho nên phương án A là đáp án đúng.
Mời các em sang câu hỏi thứ 3. Cho A, B, C dương và khác 1. Các hàm số y bằng logarit cơ số A của x, y bằng logarit cơ số B của x, y bằng logarit cơ số C của x. Có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Chúng ta quan sát. Đường màu xanh lá cây là y bằng logarit cơ số A của x. Đường màu xanh dương là y bằng logarit cơ số B của x. Và đường màu đỏ là y bằng logarit cơ số C của x. Ba cái đồ thị này thì có đồ thị đồng biến, có đồ thị là của hàm nghịch biến. Có 4 phương án. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cách để chúng ta xác định được ABC nhanh như sau. Để ý rằng khi thay cùng một giá trị y bằng một số đặc biệt thì chúng ta sẽ tính được x. Chẳng hạn các em thay y bằng 1 thì ta có x bằng a. Nếu các em thay y bằng 2 thì x bằng a bình phương thì nó phức tạp hơn. Cho nên ta chọn y bằng 1, vậy là x bằng a. Y bằng 1, x bằng b. Y bằng 1, x bằng c. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ vẽ cái đường thẳng y bằng 1. Ta vẽ trên hệ trục tọa độ đường thẳng y bằng 1. Đường thẳng y bằng 1 cắt đường màu xanh dương, tức là y bằng logarit cơ số b của x tại điểm có hoành độ x bằng b. Cắt đường màu đỏ tại điểm có hoành độ x bằng c. Cắt đường màu xanh lá cây tại điểm có hoành độ x bằng a. So sánh trên trục số thực, ta có a lớn hơn b lớn hơn c. Do vậy các em có phương án a. Thầy đọc lại là a lớn hơn c lớn hơn b. Ta chọn phương án a. Mời các em sang câu hỏi thứ tư. Cho các hàm số y bằng x mũ alpha, y bằng x mũ beta, y bằng x mũ gamma có đồ thị trên cùng hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào dưới đây đúng? Các em nhìn 4 cái phương án. Đây là ba hàm số lũy thừa. Thì chúng ta nhận xét chỗ nàng giao điểm của ba đồ thị này là x bằng 1. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái giá trị x hoặc y đặc cụ thể để khi thay vào ta có thể so sánh được các cái số mũ alpha, beta và gamma. Ở đây nếu ta chọn x bằng số a thì ta đều có các cái tung độ giao điểm này là a mũ alpha, a mũ beta, a mũ gamma. Và trong trường hợp này ta nên chọn a lớn hơn 1, tức là ta vẽ đường thẳng x bằng a lớn hơn 1 để lúc đó chúng ta so sánh các số mũ alpha beta dễ dàng. Bây giờ thầy sẽ dựng đường thẳng x bằng a. Đường thẳng x bằng a cắt đồ thị hàm số y bằng x mũ alpha tại điểm có tung độ bằng a mũ alpha. Cắt đường màu đỏ tại điểm có tung độ a mũ beta. Cắt đường màu đen tại điểm có tung độ a mũ gamma. Bây giờ chúng ta quan sát so sánh ba số hạng này, a mũ alpha lớn hơn a mũ beta lớn hơn a mũ gamma, mà do a lớn hơn 1 cho nên ta có alpha lớn hơn beta lớn hơn gamma, và phương án D là đáp án đúng. Mời các em chuyển sang câu hỏi thứ 5. Cho A, B là các số thực dương và khác 1. Đường thẳng y bằng 3 cắt đồ thị các hàm số y bằng logarit cơ số A của x, y bằng logarit cơ số B của x tại các điểm có hoành độ lần lượt là x1, x2 như hình vẽ dưới đây. Đường thẳng y bằng 3 cắt y bằng logarit cơ số b của x tại điểm có hoành độ x1. Cắt đồ thị hàm số y bằng logarit cơ số a của x tại điểm có hoành độ x2. Biết rằng x2 bằng 2x1, giá trị của a chia b bằng. 4 phương án.
Các em xem lời giải. Bây giờ giả thiết người ta yêu cầu tính A trên B, do đó chúng ta thấy là số A nằm trên, cho nên ta tính A trước. Thì tính A tức là chúng ta phải tính x2. Ta có logarit cơ số A của x2 bằng 3, suy ra x2 bằng A mũ 3. Logarit cơ số B của x1 bằng 3, suy ra x1 bằng B mũ 3. Các em lập tỉ số A mũ 3 chia B mũ 3. Chúng ta đưa lý thuyết 3 ra ngoài. Ở đây bằng x2 chia x1. Mà x2 thì bằng 2x1. Các em thay vào 2x2 bằng 2x1 vào đây. Đơn giản x1, ta có kết quả bằng 2. Suy ra A chia B bằng căn bậc 3 của 2. Cho nên phương án D là đáp án đúng. Bây giờ thầy ôn tập cho các em sang dạng toán thứ 6, đó là các bài toán thực tế. Câu hỏi thứ nhất: một người gửi tiết kiệm số tiền 80 triệu đồng với lãi suất 6,9% trên năm. Biết rằng tiền lãi hàng năm được nhập vào tiền gốc, hỏi sao đúng 5 năm người đó rút được cả tiền gốc lẫn tiền lãi gần nhất với số nào sau đây? Biết lãi suất không thay đổi qua các năm mà người đó gửi tiền. Các em nhìn 4 phương án mà đề đã cho. Đây là một bài toán liên quan tới bài toán lãi kép. Thầy nhắc lại công thức về lãi kép. T bằng A nhân tất cả 1 cộng R mũ N. Trong đó, T là tổng số tiền gốc và lãi sau N kỳ hạn. Kỳ hạn ở đây có thể là tháng, hoặc là quý, hoặc là năm. A là số tiền gốc, tức là cái tiền vốn ban đầu mà chúng ta đã gửi vào. R là lãi suất định kỳ tính theo phần trăm, tức là có thể là lãi suất tính theo tháng, tính theo quý, tính theo năm. N là số kỳ hạn tính lãi, tức là số tháng, số năm hay số quý đó. Thì lãi kép, thầy giải thích cái từ lãi kép. Lãi kép là tiền lãi được sinh ra ở kỳ trước sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho các kỳ tiếp theo. Bây giờ chúng ta phân tích cái đề bài. Số tiền 80 triệu đồng mà đề đã cho là chính là cái số tiền gốc ban đầu. Người ta có giả thiết biết rằng tiền lãi hàng năm được nhập vào tiền gốc. Đây chính là một cái giả thiết mà để chúng ta biết đây là hình thức lãi kép nha các em. Bây giờ chúng ta xác định A của bài toán này là 80 triệu. R là 6,9% trên năm. Vậy là kỳ hạn ở đây chúng ta được tính theo năm. Hỏi sau 5 năm, vậy là N đây bằng 5. Bây giờ chúng ta thay vào công thức. Các em sẽ tính được T. Ở đây chúng ta bỏ 6 số 0 ra, thì lúc này cái đơn vị ở đây sẽ là triệu đồng. Thì các em sẽ tính được gần đúng với số 111,680 triệu đồng. Và phương án C là đáp án đúng. Các em chuyển sang câu 2. Số lượng của loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức ST bằng S0 nhân 2 mũ T. Trong đó S0 là số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, ST là số lượng vi khuẩn A có sau T phút. Biết sau 3 phút thì số lượng vi khuẩn A là 625.000 con. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc ban đầu số lượng vi khuẩn A là 20 triệu con. Lời giải. Bây giờ chúng ta cần phải xác định cái yếu tố nào cần tính trước nha các em. Ở đây người ta hỏi là sau bao lâu, tức là hỏi thời gian T, thì số lượng vi khuẩn A là được 20 triệu con. Tức là trong trường hợp này là ta có ST là 20,
Nhưng mà bây giờ x0 chúng ta chưa có, do vậy chúng ta phải đi tính x0, mà x0 sẽ tính được từ giả thiết ban đầu này. Biết sau 3 phút, tức là t bằng 3, thì số lượng vi khuẩn A là 625.000 con, tức là S3 bằng 625. Chúng ta thay vào đây, thì các em sẽ tính được S0 sẽ bằng S3 chia cho 2 mũ T, mà S3 là 625.000, cho nên nhân với 10 mũ 3, chia cho 2 mũ 3 là 8, chúng ta để nguyên như vậy. Thời gian để số lượng vi khuẩn A có 20 triệu con, lúc này đã có S0 rồi, chúng ta thay vào công thức ở trên. Trong đó T là thời gian chúng ta cần tìm, giải phương trình này thì các em sẽ tính được T bằng 8. Các em chọn phương án C là đáp án đúng. Chúng ta chuyển sang câu hỏi thứ 3. Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4 x 10 mũ 5 mét khối. Giả sử tỷ lệ sinh trưởng của các cây trong rừng hàng năm không đổi là 4%. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm khu rừng đó có trữ lượng gỗ nhiều hơn 5,92 x 10 mũ 5 mét khối. Thì chúng ta phân tích đề của câu số 3. Thì thực chất của câu hỏi số 3 hình thức đó là bài toán lại kép. Vì sao? Ở đây 4 x 10 mũ 5 mét khối gỗ giống như là số tiền chúng ta gửi ban đầu. Tỷ lệ sinh trưởng của cây không đổi là 4%, đó là lãi suất R. Nhưng mà có một cái giả thiết là vì các cây được sinh trưởng ở mỗi năm lại được sinh trưởng tiếp cho các năm sau, cho nên đó giống như là hình thức lãi kép. Do vậy áp dụng công thức lãi kép như ban nãy, chúng ta có T bằng A nhân 1 cộng R mũ N. Ta có A bằng 4 x 10 mũ 5, R là 4%. Ở đây T là lớn hơn, ta nói nhiều hơn, tức là lớn hơn 5,92 x 10 mũ 5. Do vậy chúng ta phải đi tìm N này. Em thay vào. Theo đề bài, T lớn hơn 5,92 x 10 mũ 5 nên ta có bất phương trình. Đó, em thay giả thiết vào. Bây giờ 10 mũ 5 chia 10 mũ 5 bằng 1. Em sẽ chuyển số 4 sang giấy bên đây. Và ta tính N sẽ bằng logarit cơ số 1,004 của 5,92 chia 4. Chúng ta có cái bất phương trình này. Và cái giá trị của logarit này sắp xỉ 9,99. Vì N là số nguyên dương, mà N lớn hơn số này, cho nên ta chọn N bằng 10. Các em chuyển sang câu hỏi thứ 4. Ông An gửi vào ngân hàng 60 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất 8% trên năm. Sau 5 năm, ông An gửi thêm 60 triệu đồng nữa. Hỏi sau 10 năm, kể từ lần gửi đầu tiên, ông An rút toàn bộ tiền gốc và tiền lãi được bao nhiêu? Biết lãi suất không thay đổi qua các năm ông gửi tiền. Ta có 4 phương án. Ở đây giả thiết có bài toán có nêu rõ là lãi kép hay hình thức lãi kép rồi. Như vậy các em vận dụng công thức lãi kép. Tuy nhiên trong bài này chúng ta phải xác định cho rõ, ta phải chia ra hai cái khoảng thời gian, 5 năm đầu và 5 năm sau. Ở 5 năm đầu, số tiền ông An nhận được là, các em sẽ thay A bằng 60 vào, 1 cộng R là lãi suất 8%, 5 năm tức là N bằng 5, chúng ta được 88,160 triệu đồng. Chúng ta tính 5 năm tiếp sau, số tiền ông An nhận được toàn bộ tiền gốc và tiền lãi sau 10 năm, thì lúc này cái số tiền ông An là tiền gốc và tiền lãi bắt đầu tính nhập với số tiền ông gửi thêm là 60 triệu đồng. 88,16 cộng 60 đó là số A.
nhân cho 1 cộng R lãi suất tất cả 4 năm, bởi vì lúc này là 5 năm sau, tức là N bằng 5. Và chúng ta có kết quả là 217,695 triệu đồng. Phương án C là đáp án đúng. Mời các em sang câu hỏi thứ 5. Đây là câu hỏi trong đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục vừa mới ban hành năm 2020. Để dự báo dân số của một quốc gia, người ta sử dụng công thức S bằng A nhân E mũ NR. Trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau N năm, R là tỷ lệ tăng dân số hàng năm. Năm 2017, dân số Việt Nam là 93.671.600 người. Tổng cục thống kê, niên giám thống kê 2017, nhà xuất bản thống kê trang 79. Giả sử tỷ lệ tăng dân số hàng năm không đổi là 0,81%. Dự báo dân số Việt Nam năm 2035 là bao nhiêu người? Kết quả làm tròn đến chữ số hàng trăm. Ta có 4 phương án. Bài toán này người ta đã cho các em hãy vận dụng công thức lại ghép liên tục. Bây giờ chúng ta phải xác định năm 2017 dân số Việt Nam là số này, thì lúc này giá trị này chính là A. Bây giờ ta đi tính N, chỉ cần tính N, còn R là có cái số này là 0,81%. Vậy N là chúng ta tính từ 2017 đến 2035 là chúng ta có 18 năm. Là giải. Lấy năm 2017 làm mốc, ta có A bằng số này và N bằng 2035 trừ 2017 bằng 18. Vậy dự báo dân số Việt Nam năm 2035 là, kèm thay vào công thức, chúng ta có kết quả gần bằng 108.374.741 người. Và làm tròn đến chữ số hàng trăm, cho nên chỗ này chúng ta sẽ lấy là 700. Và phương án B là đáp án đúng. Mời các em sang câu hỏi thứ 6. Đầu mỗi tháng, chị B gửi vào ngân hàng 3 triệu đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% trên tháng và lãi suất không thay đổi trong suốt thời gian gửi tiền. Hỏi sao ít nhất bao nhiêu tháng chị B có được số tiền gốc và tiền lãi nhiều hơn 150 triệu đồng? Thì chúng ta nhận xét ở đây bài này là chị B gửi 3 triệu đồng định kỳ vào đầu mỗi tháng. Cho nên chúng ta không thể dùng công thức lãi kép mới vừa học đó để thay vào các kết quả vào đây. Đó. Do vậy chúng ta phải thành lập một cái công thức đối với bài này. Ta lập công thức như sau. Thầy sẽ chia làm 3 cột tháng. Ở đây thầy dùng kỳ, ở đây là tháng cho nó phù hợp với bài này. Thì chỗ này các em có thể là thay bằng quý hoặc năm. Rồi đầu tháng, cuối tháng. Ở tháng 1, đầu tháng chị A gửi một số tiền là A nào đó. Thì do đây là bài toán lãi kép cho nên các em phải nhớ là A để phát sinh lãi thì chúng ta phải lấy A nhân 1 cộng R. Tức là lấy số tiền ở đầu tháng nhân cho 1 cộng R. Ta được cuối tháng. Đem số tiền này qua đầu tháng 2 thì là A nhân 1 cộng R. Và đầu tháng 2 chị B lại gửi tiếp A cho nên cộng thêm A vô. Và tương tự như ở cuối tháng 1 các em cũng lấy kết quả này nhân cho 1 cộng R. Vậy là A nhân 1 cộng R mũ 2 cộng A nhân 1 cộng R vân vân. Ta quy nạp lên cho tháng thứ N, chúng ta sẽ dự đoán được theo cái kết quả trên này. Theo quy nạp chỗ này là 2 thì chỗ này là mũ 2 thì các em sẽ có lấy N thì chỗ này là mũ N cộng
chỗ này lũy thừa giảm dần, em thấy xem giảm dần, và cuối cùng là A nhân 1 cộng R luôn luôn nào cũng có phần này. Bây giờ thầy sẽ sắp xếp lại cái công thức này, bây giờ thầy sẽ viết cái số hạng này ra trước, thầy viết thứ tự ngược lại. Vậy ta có tổng số tiền gốc và lãi sau N tháng là, thầy viết ngược lại. Để thu gọn công thức này, thầy sẽ dùng cái công thức tổng của N số hạng đầu tiên của cấp số nhân. U1 là số hạng đầu tiên, thì trong bài này là A nhân 1 cộng R. Q là công bội, thì các em sẽ có là số hạng này chia số hạng này, đơn giản A mất, còn lại 1 cộng R. Vậy là công bội Q bằng 1 cộng R. Thay vào, rút gọn lại ta được công thức này. Vận dụng công thức này cho câu hỏi 6 như sau. Bây giờ ta thay A ở đây để cho bằng 3 triệu. 1 cộng R lãi suất 0,6% tức là 0,006. Tất cả nhân cho 1 cộng 0,006 mũ N. N là chúng ta chưa biết. Trừ đi 1 chia cho R. Do số tiền của chị B nhận được tiền gốc và lãi lớn hơn 150 cho nên ta có bất đẳng thức. Thì giải cái bất phương trình này ẩn là N, chúng ta sẽ có được kết quả là gần bằng 43,62. Và N là số nguyên dương cho nên ta chọn N bằng 44. Đây là phương án C là đáp án đúng. Các em thân mến, câu hỏi thứ 6 cũng kết thúc buổi ôn tập hôm nay. Chúc các em ôn tập thật tốt. Hẹn gặp lại các em ở buổi ôn tập tiếp theo. Chào các em.